Một bức hình cho thấy Omicron lan nhanh như thế nào. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Các nhà nghiên cứu dữ liệu đưa ra biểu đồ tốc độ lây lan của Omicron ở Anh có khả năng sẽ ngang với Delta trong tháng này. Các ca Omicron đang tăng nhanh ở Vương quốc Anh. Hiện tại, số bệnh nhân nhiễm biến thể mới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các ca COVID-19 khoảng 5.000 ca, nhưng các quan chức y tế bắt đầu cảnh báo điều đó sẽ khác trong tương lai gần. Theo dữ liệu từ 581 trường hợp nhiễm Omicron đã được xác nhận trên khắp Vương quốc Anh, Omicron có thể cạnh tranh với Delta vào cuối tháng này. Ước tính đó phụ thuộc vào nguy cơ Omicron sẽ tiếp tục tăng gấp đôi, khoảng 2,5 ngày một lần. Nếu tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy, số ca Omicron được dự đoán sẽ đạt mức ngang bằng với Delta vào giữa tháng 12. Anh sẽ vượt quá 1 triệu ca nhiễm Omicron vào cuối tháng này, cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh đánh giá. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyên bố những người đã tiêm ngừa không có lý do gì để hoảng sợ trước sự phát triển nhanh chóng của Omicron. Cơ quan y tế Anh cho biết, nghiên cứu mới nhất chứng minh liều tăng cường có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng lên tới 70-75%. Chúng tôi hy vọng vaccine sẽ cho thấy khả năng bảo vệ cao chống lại các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19, tiến sĩ Mary Ramsey bày tỏ. Các ca Omicron được ghi nhận ở khắp châu Phi, châu Âu, châu Á và Mỹ từ 18 tới 85 tuổi. Hầu hết các ca Omicron ở Anh đều có triệu chứng nhẹ và đã tiêm vaccine, nhưng hiện đã có 10 người phải nhập viện và 1 người tử vong. Lợi thế của Omicron so với Delta. Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều nước cùng cho biết Omicron có vẻ phát triển nhanh hơn Delta. Điều đó không đồng nghĩa Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn Delta. Các nghiên cứu sẽ cần tính đến tình trạng tiêm chủng của mọi người và có nhiễm bệnh trước đó hay không. Hiện tại có vẻ như nguy cơ nhiễm Omicron cao gấp 3 lần so với Delta trong các hộ gia đình và hơn gần 2 lần giữa những người tiếp xúc gần. Các phân tích ban đầu cũng chỉ ra khả năng tái nhiễm với biến thể mới tăng lên khoảng 3-8 lần. Báo cáo về một bữa tiệc sinh nhật ở Anh cho thấy các triệu chứng của Omicron có thể xuất hiện nhanh hơn nhiều so với Delta chỉ trong vài ngày và một người dương tính có thể khiến toàn bộ người tham dự nhiễm bệnh.